nhắc đến Dreamer, mọi người thường nghĩ ngay đến hình ảnh những thân hình rắn rỏi, cuồn cuộn cơ bắp. Nhưng khi gặp chàng thủ khoa Học viện Ngoại giao Rufino Eba, hẳn chúng ta phải suy nghĩ lại. Sở hữu biệt danh Tây Cục Điện với chiều cao 1m95, ít ai biết rằng chàng trai Tây Ban Nha có thân hình khá mỏng manh này lại có niềm yêu thích đặc biệt với tập luyện thể thao và mong muốn cùng bố đến với thử thách sức mạnh ngàn cân để lan tỏa tinh thần lạc quan, sự tự tin và khích lệ mọi người trân trọng cơ thể cũng như sức hút riêng của mình. Mình nghĩ là mỗi người sẽ có cho mình những cái sức mạnh riêng và những cái giá trị riêng của bản thân mình. Cũng như là một cái chế độ xây dựng hình thể. Ví dụ sẽ có những người có thiên hướng là xây dựng một cái cơ thể lực lưỡng thì, và bên cạnh đó thì sẽ có những người là hướng tới một cái cơ thể gọi là cân đối và khỏe mạnh. Thì mình nghĩ là không ai hơn ai cả. Quan trọng là chúng ta tự tin vào cái cơ thể của mình, chúng ta tự tin vào cái vẻ đẹp của mình. Đối lập với Rufino, huấn luyện viên thể hình Đoàn Việt Long đến với thể thao để biến hình từ chàng trai 45kg thành 70kg với một cơ thể cường tráng. Trước khi đến với thể thao thì em rất là tự ti về cơ thể lẫn sức khỏe của em. Bây giờ khỏe mạnh hơn ngày trước này và lại em làm gì em cũng tự tin hơn và vì thế nên em yêu tập luyện. Liệu trường phái thân hình to lớn, lực lưỡng sẽ có lợi thế trước những thí sinh thon thả, mảnh khảnh hơn? Câu trả lời là không, bởi sức mạnh ngàn cân, thử thách vận chuyển vàng trong 60 giây sẽ không chỉ đòi hỏi sức mạnh mà còn cần thêm nhiều yếu tố. Để nói về thử thách số 2, sức mạnh ngàn cân thì tôi sẽ dùng 3 từ, đó là sức khỏe, sự khéo léo và may mắn. Long đã sẵn sàng. Sẵn sàng thử thách. Sức mạnh ngàn cân. Tất cả đã sẵn sàng, ai sẽ phát huy được tốt nhất những tố chất có được từ quá trình tập luyện và may mắn giành được thẻ vàng Iconic thứ 2 trị giá 170 triệu đồng từ thương hiệu California? Câu trả lời sẽ có vào lúc 14 giờ ngày 12 tháng 11 tại Time City, Hà Nội.